Chúng ta sẽ cùng đến với giây phút quan trọng nhất trong chương trình ngày hôm nay. Mời hai chàng trai lên sân khấu luôn. Đây là thời khắc mà quan trọng nhất. Chắc là bây giờ Việt Hương mời cái cặp gần Việt Hương nhất. Thưởng em nói câu gì cho nó ngọt ngào để bé Huyền gọi cho em đi. Huyền ơi, hãy về vùng miền vắng với anh nhé. Chị mời Thưởng cầm cái điện thoại và dơ cái màn hình ra ngoài à. Và chờ giây phút coi là bạn Huyền có gọi không. 5 4 3 Cái lửa trong bạn thì mạnh. Thì em thích những người con gái như vậy. Thích như vậy dạ, đúng hiện không? Đạt là mạnh mẽ. Alo đi. Cảm ơn em hôm nay đã chọn anh. Và anh nghĩ là anh sẽ nắm bắt cơ hội này từ nay và mãi mãi. Yeah. Nắm tay bạn nữ lên. Chào có ôm nữa. Tay chân bạn nhắc hết trơn. Sao bé Huyền? Em cũng thấy hơi hồi hộp một xíu á. Thanh Hóa với Nam Định gần nhau, không có hồi hộp đâu. Lẹ lắm, nắm tay cái coi nè. Rồi. Và bây giờ chúng ta cùng mong chờ cặp đôi thứ hai. Muốn nói với Linh là anh đang rất là cần một bờ vai chia sẻ. Anh sẽ nấu cho em với những canh chua, cá khô tộ. Anh có thể hát cho em những ca khúc bolero, có thể ru cho em ngủ mỗi đêm. Trời đất ơi. Và mời em cầm điện thoại đưa ra phía trước ạ. Và Huyền quyết định sẽ là bé Linh có gọi điện cho Thuấn hay không ha. 5 4 3 2 1 Cảm ơn anh vì đã chọn em đi đến cuối cái chương trình ngày hôm nay. Em có nghe những cái tâm sự và chia sẻ của anh thì em biết anh là một người vì gia đình, một người ấm áp. Nhưng mà em cảm thấy là em với anh không cùng tần số. Em cũng sẵn sàng cho anh mượn bờ vai của em đi chia sẻ. Anh chấp nhận là bạn với em thì anh quay lại bắt tay với em một cái được không ạ? Mình bắt đầu từ vị trí là bạn. Có lẽ là em trở làm bạn. Bởi vì đôi khi tình bạn nó sẽ vĩnh cửu hơn là tình yêu. Rồi, thế thì mình thấy lại. Em xin lỗi. Có thể Linh là người phụ nữ thì có cái giác quan thứ sáu, họ linh cảm là chưa cảm thấy rung động và họ ngưng lại ở tình bạn. Nhưng đối với chị, tình bạn có thể tới tình yêu. Cho nên Thấn đừng có buồn nha em nha. Dạ. Chúc hai bạn có một tình bạn đẹp nhé. Và rồi, mời hai bạn vào trong luôn ạ. Xin mời. Ngày hôm nay chúng ta vẫn có một niềm vui, đó là đã có một cặp đồng ý bắt đầu tìm hiểu nhau. Và xin phép được tặng hai bạn trái tim bằng thủy tinh này. Nó sẽ là cái điểm mốc bắt đầu của hai bạn nhé. Quý vị khán giả muốn Trương Thế Vinh hoặc là Việt Hương sẽ trao trái tim thủy tinh này phải đăng ký vào chương trình Tần số của chúng tôi nha. Tần số tình yêu sẽ được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.